Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị ba trận cờ rất hay vừa diễn ra năm 2023 của Lại Lý Huynh và mỹ nữ Trung Quốc. Mời anh chị xem. Trận đầu tiên, Trần Bích Phượng Trung Quốc cầm đỏ đi tiên, Lại Lý Huynh cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.
chuyên. Trang chuyên. Trang chuyên. Trang chuyên. Trang chuyên. Chơi đến đây hết đường chống đỡ. Trần Bích Phượng buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván thứ hai. Trần Bích Phượng cầm đỏ đi tiên, lại Lý Huynh cầm đen đi hậu. Mời anh chị xem.
Trang Duyên. Trang Duyên. Trang Duyên.
Trang Chuyên. Trang Chuyên. Trang Chuyên. Trang Chuyên. Trang Chuyên.
将军。将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây hết quân, Trần Bích Phượng buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván thứ ba. Lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, Cao Diễm An cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.
Trang chuyên. Chơi đến đây, hết đường chống đỡ, Cao Diễm An buông cờ nhận thua. Video em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em. Nếu thích anh chị, nhớ bấm đăng ký bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị. Chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.